Đây là đoạn bị lứt này. Ui giời, toàn thanh niên đồng quan. Cả xã luôn à? Cả xã luôn. Cả xã rồi. Ui giời, chết. Hay đấy. Quân với dân phối hợp với nhau thế này chứ. Bộ đội về hơn 1.000 cùng với dân. Đó. Làm mạnh lên rồi lấy vợ đồng quan luôn. Không phải về nữa các chiến sĩ ạ. Yêu con chú ạ. Chú có con gái không? Chú có con gái. Rất nhiều luôn. Đấy, bên này là làng đồng quan. Đấy, nghe tin như vậy thì mọi người đổ xô ra hết. Cùng với lại bộ đội họ truyền cát lên trên này. Đây, áo phao đây. Được. Sao? Mày cứ thấy lạnh người, anh em thấy lạnh người lên luôn. Ở cái nước lũ này nó hay gây ra lạnh lắm. Đấy, mặc vào cho chắc ăn. Ở đằng này vẫn còn một thùng. Này cho nó dán ra. Lại dồn vào kia rồi. Dán ở bên này. Làm đâu được cái đấy. À, chỗ này là điểm trọng yếu, sung yếu nhất này. Hàn thành cái khung như dàn giáo ấy. Hàn thành bốn thành lên như dàn giáo ấy. Cao lên tận đây này. Hàn bốn thành lên luôn. Bốn thành lên luôn. Hoặc hàn hết tất cả cái đoạn này này. Hàn thành một cái dàn giáo luôn. Thôi xử lý cũng được thôi, sao lại hàn sao. Nói thật là đường ở đây từ bé đã hứng cá hớt cá ở đây rất nhiều năm rồi, nhưng mà những ngày xưa không có sự cố thì thấy nó bình thường. Bây giờ bỗng nhiên có sự cố, chỉ một cái sự cố nhỏ thôi nhưng mà thấy nó gai gai người. Nhưng với cái lực lượng như này thì là đường nghĩ là sẽ xử lý xong. Nước sông thì đang xuống rồi. À, ngày mai sẽ xuống rất nhanh, thì chỉ trong vòng 2 đến 3 ngày là sẽ ổn định. Ở đây là có cả dân xã nữa. Họ đấy. Rất chi là đông. Cơm được tiếp tế thì các bác. Cơm, sữa, bánh mì. Nhà có 3 anh em và 2 anh em ở đây rồi. Đây là đi vào đây này. Không nuôi được, nuôi được xuống làm rồi. À đây là cái độ phân phát. Mỗi người tay xách hết ngay mà. Rồi mỗi người tay. Bên thành phố họ đang mang thực phẩm sang để hỗ trợ các chiến sĩ bộ đội. À, ở chỗ này mà anh em dỗi đi vào trong đồng quan thì đang có 1.000 người đang chạy cát chuyển vào trong đấy đắp. Xem làm gì vào trong kia kìa. Người ta đang chuyển qua cái bãi vỡ đấy, cho ruộng. Đang lại xin cát trực tiếp rồi. Đâu, đang đi động viên bà con đấy, chỉ khuân cát, đỡ cho các bộ đội, bởi vì bộ đội. Khuân cát vào cho nó đỡ cho bộ đội. Ở trong kia đông lắm, ừ, ngay cổng đồng quan ấy, đông lắm. Nó dò là do là cái giữa cái tường cũ với cái tường mới, cái chặn bơm mới với cái tường cũ nó chỉ dò nó lất thôi. Nhưng mà cũng không chủ quan được. Cái giỏ đá này là người ta nếu mà nó trong đấy nó có vấn đề thì người ta mới thả giỏ đá bên này. Ở chỗ cái cần cầu này. Quan vào tôi kêu hộ cho dân đồng quan với bộ đội đang đấu cắt, dân phấn sơn phân sở lên đông lắm. Đấy, vào đây mỗi người một vài bao thôi, chuyển ra đây đắp cho trong chân bơm đắp là xong rồi. Càng sớm càng tốt. Bộ đội công an và dân đồng quan đông lắm. Mang cát ra đắp vào đoạn nào chú? Cháu đi vào trong kia. Thanh niên xã mình đông lắm. Đỉnh lũ đây các bác. Giờ đường đã phải sơ tán toàn bộ lên trên này. Đấy. Bây giờ cái tầng 2 của lạc đường là cao hơn mặt đê rồi. Bây giờ đang là 1 giờ đêm rồi. Một đêm khá căng thẳng. Cái gì vẫn dí đây, ui ui vẫn quần. Quần này vẫn từ ngày xưa. Không, ngày xưa nó bé hơn. Ngày xưa nó bé hơn. Come on.
đấy, và hàn đúng khung cái này im ngay mà. Đây này nó rung chạy máy nó rung mạnh như được. Đây hàn đóng khung này nó mới chắc được chứ. Đây. Chỗ này chắc này ngon rồi. 1 giờ đêm rồi các bác ạ, vẫn đông. Ngày xưa lúc bé thì là đường mọi người gọi đây là cái giàn van. Ở dưới này có 3 cái cống rất lớn để thoát nước. À, về cái mùa cạn đấy thì đủ nước từ trong đồng ra, nước sông cạn. À, lúc đầu tiên là tưởng là nó ục ở chỗ này cơ. Ục chỗ này thì nguy hiểm thật. Kinh khủng. Đây là cái trạm bơm ở bên cánh thứ hai. Đây họ đã bắt đầu làm hết rồi. Trong làng huy động hết thợ hàn, thợ xì, thợ cắt ra ngoài này hết. Lại xì giống bên kia rồi. Làm thuận lợi hơi bên kia, bên kia lúc đầu là tiền làm hơi bị mắc. Đấy cái xì dựng một loạt lên, xong xì đóng gông vào. 1 giờ đêm rồi mà anh em vẫn nhiệt tình lắm, ban lãnh đạo vẫn nhiệt tình lắm. Cái này được bao nhiêu mét anh Hoa? Cao. Chiều cao này. Chiều cao cắt cái này là nó gọi là lên đến đây là 4 mét, nhưng mà chỉ cắt 3 mét. Sắt chỉ cắt 6 mét cắt đôi. 6 mét cắt đôi. Huy động tất tần tật luôn. Đấy, quần và dân như cá với nước. Huy động hết. Các bác hàn xì đây là bên Mỹ Độ à? Hay là bên kia? Các nơi. À, đồng sau, tất cả các nơi à? Tất cả các nơi đến đây hỗ trợ đúng không? Được rồi, cứ làm đi đã. Cố gắng. Bộ đội thì là chuyến cát. Còn thợ hàn đây thì ở các làng xung quanh đây Mỹ Độ, Đồng Sau, Đồng Quan, Yên Khê là ai có máy hàn là được vận động ra mang ngoài này hàn hết. Mai nước xuống thì sẽ an toàn hơn, nhưng bây giờ nước vẫn đang là ở cái mức độ cao, tuy rằng xuống rồi nhưng vẫn ở mức độ cao lắm. Hội phụ nữ thôn Đồng Quan. Đấy. Cần dây thì có dây, cần gì có cái đấy. Cái khu vực này ngày xưa nó đã rũ rũa rồi, nhưng mà từ ngày làm cái đường kia có vẻ nó ảnh hưởng. Này kiên cố rồi. Hệ thống chạm bơm công bún Lam Yên Dũng, 7 cái máy bơm trục đứng. Cái này là cái chạm bơm này mới làm được có hơn chục năm thôi, từ năm 2013 nhỉ, bắt đầu làm. Đó. Đây, nó rũa đây các bác này. Nước vẫn còn đang rũa. Rũa này thì rũa có kiểm soát. Người mệt. Đấy, từ đây lên trên kia. Đấy, khiếp. Một đêm mất ngủ. Ê, ông Định. Tôi có sửa chữa đâu mà có một cà lê 17, ông ra tiệm rửa xe ai? Đây cứ đi ra đây, đi ra đây. Đấy, thợ hàn của Mỹ Độ huy động hết xuống đây, ra cố. Đấy. Nó không có sự cố thì nó bình thường. Khi có sự cố rồi đi qua, đường đi thì rất nhiều cái chỗ này. Có sự cố rồi nhìn lại thấy ngại ngại. Vất vả không? Cố gắng lên, thanh niên ngày xưa tao khỏe hơn nhé. Không, nước thăng bằng. Cái gồng mới là nó khó. Dít gì đó, nó khó bằng ngón tay đó, đóng được. Mày nó lộn dấu, từ đùa rồi. Nó đến 20 thằng đâu cao được. Không, nhưng mà nước
Bây giờ không đóng được nhưng có sức nước là tự nó đóng. Bởi vì cánh cống mới thay xong, mới tình. Mọi người cứ phải kiểm tra thôi. Ê, lạc đường quán mênh mông. Đấy, phải về lo nhà mình đã, để không thuyền nó mắc. Mắc là không chìm, không nối lên được, à, không ấy được là chìm, nghím. Đấy, vất vả. À, sau khi mà khắc phục một đêm với nỗ lực của quân và dân thì đã hoàn thành rồi. Đã ngăn được cái vết nứt rồi. Đây là cái chỗ mà tối hôm qua là đường các bác đi qua đó. Buổi tối thì nó khó quay, ban ngày nó đủ ánh sáng các bác sẽ nhìn được. Tất cả vẫn là cuộc chiến đấu một mất một còn các bạn. Đấy. Hôm nay ban ngày thì làm đường sẽ quay cho các bác xem nhiều hơn, chi tiết hơn. Đấy, các ban phòng, đấy, các lãnh đạo ngồi đây. Đây cái khung đây, khung xì đây các bác này. Ba mét rưỡi. Cái này chiều sâu của nó là 4 mét. Người ta sẽ cắt 3 mét. Làm một cái tuyến như vậy. Trạm bơm Nam Công Nam Yên Dũng này, trạm bơm Nam Yên Dũng này thì có 2 trạm. Mỗi bên là có 7. Trước kia nó là 38 cái máy 33. 38 cái máy bơm 33. Có cái đường kính 33. Và sau là năm 2013 làm lại thì là chuyển sang 7 máy, mỗi bên 7 máy loại trục đứng lớn mà các bác đã được xem ạ. Đây là trạm thứ hai. Cá tép dê, cá tép dê. À, hôm nay là dân quân, dân và dân quân thôi. Các chị ở bên phường Mỹ Độ đây à? À, hỗ trợ. Dạ vâng, vâng, cảm ơn các ông các bà. Ôi, công nhân nhà mình hôm nay ấy nhỉ, cô lão đấy, lao động cái tự nhiên sinh ra bao nhiêu. Nhìn thấy là biết sinh rồi, nghe giọng nói là biết sinh rồi. Đây là trạm bơm số 2. Đó, các bác thấy 7 cái máy đều như nhau. Mọi người đang bắt đầu là thu dọn rồi. Bên này ổn hơn bên kia. Đó. Cầu mà tối hôm qua là đường quay cho các bác xem đó. Đấy, ban ngày thì các bác mới nhìn thấy được. Tối thì nó mập mờ. Đấy, dân làng mọi người đông. Dựng ra sạp luôn. Đấy, có đoàn thanh niên, dân quân tự vệ. Em ơi, từ tối hôm qua bổ quân mấy bao nhiêu nghìn cái dây này rồi? Ai biết được. Cứ đang cho hàng phát thì 100.000 chưa? Ai biết được. Bổ đủ 100.000 mới được về đấy. Ai mà biết được cần nào không nhỉ? Bây giờ thì bà con yên tâm rồi. Qua lần này nữa thì họ sẽ sửa chữa lại, là sang năm sẽ yên ổn thôi. À, Lạc Đường gửi lời chúc toàn thể bà con trên mọi miền đất nước có những động lực và những quyết tâm để vượt qua cái mùa bão lũ này.